ngoại thương này mày hiền như vậy. DJ drop the beat. Thì có hai chương trình rap lớn, cùng với đó là cái sự bùng nổ của một nền văn hóa nó đang dần dần lớn mạnh. Thì việc mà mọi người bắt kịp cái xu thế, mọi người bắt kịp một cái dòng nhạc mới là cái chuyện sẽ diễn ra. Và Xvoi là một cái sân chơi rất là phù hợp để tụi em thể hiện được cái cá tính, những con người đam mê cái nền văn hóa này. Thì nếu như vòng sau vẫn còn tiếp tục được thể hiện cái phần rap đó thì tụi mình sẽ sử dụng. Tại vì rap nó rất là phấn khởi, nó tạo rất là nhiều cái cảm hứng cho người nghe. Cho nên là hiệu ứng tốt như vậy tại sao không sử dụng, đúng không? Trong chương trình SV2020 năm nay thì chúng ta thấy là các bạn sinh viên cũng rất là nhanh chóng đưa vào một cái xu hướng mà đang rất là thu hút giới trẻ, đó là xu hướng của nhạc rap. Tôi nghĩ rằng là xu hướng nào cũng có cái hay của nó và không ngẫu nhiên để nó trở thành xu hướng. Và những cái xu hướng thì nó cũng sẽ qua đi rất là nhanh, nó sẽ thay thế xu hướng này bằng xu hướng khác, miễn là cái cách mà chúng ta sử dụng xu hướng ấy như thế nào để nó truyền tải được những cái thông điệp mà chúng ta muốn nói, một cách thu hút mọi người, một cách tạo ra những sự hào hứng mới mẻ và đầy tính sáng tạo. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ bất cứ xu hướng nào cũng đều thú vị, và nếu như rap các bạn thích thì các bạn hãy cứ đưa rap vào. Thì họ sống chủ yếu là ở trên mạng, cũng như là họ chia sẻ với nhau những cái cảm xúc một cách khác với cả những thế hệ của cha mẹ và ông bà. Nhưng mà cái điều mà khán giả xem truyền hình cũng như là tất cả những người làm truyền hình chúng ta rất là vui mừng ấy, đó là có những cái điều là không hề thay đổi, đó là nhiệt huyết của sinh viên với những vấn đề của đất nước, đó là trách nhiệm của tuổi trẻ với tương lai của đất nước, của dân tộc. Những cái góc nhìn của các bạn ấy với những vấn đề của ngày hôm nay không hề có một chút ít hơn cái sự nhiệt tình và trách nhiệm so với cả các thế hệ của cha ông. Và đấy là điều mà chúng ta vui nhất. Một điều nữa là sinh viên luôn thế, họ trong sáng, vô tư, đầy nhiệt huyết, tin tưởng ở bản thân mình, tin tưởng ở tương lai. Và chính vì thế họ truyền cho tất cả mọi người xem chương trình SV hoặc là tham dự một cái cảm hứng, một cái niềm tin, một cái động lực, một cái sức mạnh rất là lớn.